Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người sản phẩm xe Ben Trường Giang 3 cầu reo Mỹ, hay còn gọi là cầu quân đội Mỹ đấy ạ. Chiếc xe này thì có ưu điểm đó là có một hệ thống khung gầm cực kỳ chất lượng, lốp bố thép có khả năng vượt lầy cực tốt. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe này nhá. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người đó là phần tổng quan ngoại thất bên ngoài. Chiếc xe sử dụng cabin của Dongfeng, nhìn rất là hầm hố, đặc biệt là màu sơn của xe là màu bộ đội, giúp chiếc xe nó có phần mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là phần cầu. Đây các bác, đây chiếc xe 3 chân đã sử dụng đến 3 cầu Mỹ các bác nhá. Đây, đây là hệ thống cầu trước của xe. Chiếc xe này thì có hệ thống cầu rất là chất lượng, rất là mạnh mẽ. Theo công bố của nhà sản xuất thì hệ thống cầu này có khả năng chịu tải lên đến khoảng 20 tấn nữa. Và chiếc xe này nó có một hệ thống khung gầm rất là cao, nên các bác khi đi vào những cung đường gồ ghề bùn lầy thì chiếc xe này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Ba cầu đem đến sức kéo, sức đẩy cực kỳ lớn. Để các bác có thể nhìn thấy ngay đến cái bậc bước chân được thiết kế rất là chắc khỏe. Trường Giang 3 cầu Mỹ thì sử dụng cỡ lốp 1001 La Răng 20, đồng bộ cả 3 trục. Đây là hệ thống lốp bố thép có vân ngang rất sâu, thiết kế ép bùn giúp chiếc xe có khả năng vượt những cung đường bùn lầy một cách đơn giản và dễ dàng. Những cung đường bùn lầy gồ ghề có lẽ là không làm khó chiếc xe này được. Đây các bác nhìn thấy chữ USA. Không phải tự nhiên mà nhà máy lại có chữ USA ở đây, bởi vì đây là chiếc xe sử dụng cầu quân đội Mỹ. Về hệ thống thùng, thùng hàng của xe thì có kích thước cũng tương đối là tốt. Cụ thể, thùng Ben có chiều dài là 5m25, rộng 2m26 và cao 88 phân. Chiếc xe này có thể tích thùng nguyên bản cũng tương đối là tốt, nhưng với hệ thống cầu khung gầm chất lượng như thế này thì có lẽ là các bác phải cơi lên thì mới đáp ứng đủ sức mạnh của chiếc xe. Trường Giang 3 cầu Mỹ thì bên em hay phục vụ về các địa bàn mà đang xây dựng thủy điện. Chiếc xe này, những cung đường mà đang xây dựng thủy điện thì những cung đường rất là khó đi, cần một chiếc xe tải khỏe, mạnh mẽ, có khả năng vượt mọi địa hình, thì Trường Giang 3 cầu reo Mỹ có thể đáp ứng được nhu cầu trên. Bây giờ em sẽ ra sau để cho các bác quan sát rõ hơn về khung gầm chiếc xe. Đây là hệ thống cầu đằng sau ạ. Do bãi hơi chật, dạo này đang về nhiều xe nên em không thể đánh ra ngoài để quay chi tiết cho các bác được, các bác thông cảm nhé. Đây là chiếc xe máy cơ đời 2017, nhưng mà toàn bộ các chi tiết nhà máy đã cassette lại toàn bộ nên cảm giác như mới. Đây, cầu đằng sau cũng rất là chất lượng các bác nhé. Chassis lồng 2 lớp, chassis cũng cực kỳ là dày. Đây, hệ thống nhíp đây ạ, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá nhíp các bác nhá. Đây, đây là một hệ thống cầu nữa của xe đấy ạ. Đây, có thể quan sát kỹ không? Các bác có thể quan sát rõ không ạ? Ba cầu các bác nhá. Trường Giang 3 cầu reo Mỹ thì sử dụng động cơ có công suất là 260 mã lực. Tuy nó không lớn nhưng mà đặc biệt đây, động cơ này là dòng máy cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 2 nên cũng khá là mạnh mẽ các bác nhá.
động cơ cũng chỉ là một phần quan trọng nhất, ưu điểm lớn nhất chiếc xe này đó là hệ thống khung gầm chất lượng, chassis dày và hệ thống ba cầu cực khỏe, đem đến sức kéo và sức đẩy cực tốt, giúp chiếc xe có khả năng vượt mọi địa hình. Còn về nội thất bên trong thì chiếc xe này có 3 chỗ ngồi và một giường nằm. Về nội thất xe Trường Giang thì các bác hoàn toàn yên tâm, nội thất cực kỳ đẹp, có sẵn điều hòa rồi. Video này em sẽ giới thiệu qua các bác biết là bên em đang có chiếc xe Trường Giang 3 cầu reo Mỹ thôi. Dịp khác thì em sẽ đánh ra bãi rộng hơn để quay cho các bác chi tiết hơn về chiếc xe này. Đấy, các bác có thể quan sát chiếc xe có khoảng sáng gầm rất là lớn. Và đặc biệt đây là dòng máy cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đời 2017, đời chót của máy cơ rồi. Các bác có nhu cầu sở hữu một dòng xe 3 chân mạnh mẽ, máy cơ, sửa chữa dễ dàng, không chậm chân ga thì có thể tham khảo ngay Trường Giang 3 cầu reo Mỹ của bên em. Các bác có ý kiến gì thêm thì hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới. Và có nhu cầu về trả góp ngân hàng, giá bán của xe thì hãy liên hệ về số hotline em để trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.